Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới Nhất, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trước khi đi vào nội dung chính thì xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Sông Trường Giang nổi cơn thịnh nộ, gần 55 triệu người chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trung Quốc. Mưa lũ ồ ạt bắt đầu đổ bộ miền Bắc Trung Quốc. Trước tình hình đổ bộ của đợt lũ số 3 trên sông Trường Giang từ ngày Chủ nhật, thì người dân Trung Quốc dọc theo con sông đang phải cấp tập gia cố đê bao trước khi đập Tam Hiệp xả thêm nước, khiến các thị trấn bị ngập lần nữa bởi trận lụt lớn hôm nay. Lũ trên sông Trường Giang một lần nữa nổi cơn thịnh nộ từ tối thứ hai, nước mưa bắt đầu đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp ở vùng trung lưu sông Trường Giang với tốc độ hơn 60.000 mét khối mỗi giây, theo tờ ASEAN Times, lượng nước tương đương với tốc độ dòng chảy cao nhất 10 ngày trước. Đã bổ sung hơn 10 tỷ mét khối nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh cuối tuần trước cảnh báo về một trận đại hồng thủy mới. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, nhà điều hành đập một lần nữa đặt mình vào tư thế thời chiến. Tập đoàn đã mở cổng xả lũ và đập tràn vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật nhằm hạ bớt mực nước trong hồ chứa 39,3 tỷ mét khối để nó có thể tiếp tục trữ lũ mới từ ngày thứ Hai. Và sáng ngày thứ Ba, tập đoàn cho biết khối lượng dòng nước được ghi nhận tại các hồ chứa ở thượng nguồn dao động trong khoảng 50.000 đến 60.000 mét khối mỗi giây. Kế hoạch là giữ nước lũ càng nhiều càng tốt để có thêm thời gian cho các thành phố hạ lưu tăng cường phòng thủ. Nước sẽ được điều chỉnh vào sông Trường Giang chỉ với tốc độ 38.000 mét khối mỗi giây để có thêm thời gian. Tân Hoa Xã hôm thứ Hai dẫn lời nhà điều hành nói rằng hồ chứa của đập đã có ít nhất 14 tỷ mét khối dung tích bổ sung để làm chậm lũ lụt. Mặc dù dòng chảy nước lũ hiện đã tăng thêm 12.000 mét khối mỗi giây, nhưng phải cần 13 ngày để hồ chứa Tam Hiệp đầy đến ngọn. Khả năng điều tiết lũ trên lý thuyết của toàn bộ dự án Tam Hiệp là 22,15 tỷ mét khối. Trong một nỗ lực để bác bỏ suy đoán về sự cố vỡ đập Tam Hiệp có thể xảy ra, Tân Hoa Xã vào tuần trước thừa nhận rằng đợt Tam Hiệp bị biến dạng nhẹ ở một số phần ngoại vi của công trình, nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng lũ lụt năm nay là nghiêm trọng, nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Lưu lượng cao nhất 61.000 mét khối mỗi giây được ghi nhận vào hôm Chủ nhật tuần trước, cho đến thời điểm hiện tại kỷ lục của năm nay, nhưng nhỏ hơn mức 72.200 của năm 2012, khi đập Tam Hiệp trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi nó được hoàn thành vào năm 2002. Tân Hoa Xã cho biết, kết cấu của đập Tam Hiệp gần như không thể xâm nhập được, và tất cả các chỉ số về tình trạng kết cấu đều nằm trong các thông số thiết kế. Tập đoàn Tam Hiệp cũng nhấn mạnh trên tài khoản WeChat của mình rằng, đập Tam Hiệp được làm bằng 1 triệu mét khối bê tông cốt thép và là đập trọng lực nên nó có thể chịu được một quả bom hạt nhân, cũng như lũ lụt tồi tệ của một trận đại hồng thủy. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Hoành hôm vừa qua đã nói trong một cuộc họp khẩn cấp với tập đoàn Tam Hiệp rằng cần có hành động cẩn trọng và chắc chắn để điều tiết và giảm thiểu nước dọc theo dòng toàn bộ sông Trường Giang. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã cảnh báo mưa xối xả tiếp tục đổ vào tỉnh miền Trung Hồ Bắc, nơi có đập Tam Hiệp cũng như các tỉnh thượng nguồn Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và các tỉnh hạ lưu của như Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Các tỉnh này sẽ có lượng mưa 180mm một ngày trong suốt tuần và một số khu vực có lượng mưa lên tới 70mm mỗi giờ. Các đợt mưa lớn liên miên trong thời gian qua tại Trung Quốc đã gây ra nhiều ảnh hưởng trên diện rộng và thiệt hại nặng nề đất nước này, theo thống kê mới nhất của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc. Công bố cho thấy các trận lũ lụt kể từ khi nước này bước vào mùa lũ chính đến nay đã gây ảnh hưởng cao cho gần 55 triệu lượt người của 27 trên 31 tỉnh thành và khu tự trị ở Trung Quốc, là 158 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại kinh tế lên đến hơn 144 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 20 tỷ đô la so với mức trung bình của cùng kỳ năm gần đây. Số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nước này tăng lên 23,4%, thiệt hại kinh tế cũng tăng 13,8%, nhưng số người chết mất tích giảm tới 53,9%. Hiện nay mực nước dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang đoạn dưới khu vực Thạch Thủ và hai hồ liên tục vượt mức báo động. Có nơi vượt mức nước an toàn, các đoạn sông phía dưới đập Vương Giang trên Hoài vẫn đang vượt mức báo động trên toàn tuyến. Trong một cuộc họp về công tác phòng chống lũ trên sông Trường Giang, sông Hoài và các khu vực trọng điểm ở miền Bắc nước này vừa tổ chức, ông Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu phải theo dõi sát sao xu thế phát triển của mưa lũ, tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo lũ và rà soát, khắc phục những rủi ro tiềm ẩn. Qua bàn bạc, hội nghị quyết định tiếp tục duy trì mức hưởng ứng phòng lũ cấp 2 trên sông Trường Giang và sông Hoài. Đây là ngày thứ 17 liên tiếp Trung Quốc duy trì mức hưởng ứng cao này. Dự báo sau khi giải mưa dịch chuyển lên miền Bắc nước này từ ngày thứ Tư, khu vực nằm ở phía Nam sông Hoàng Hà và phía Bắc sông Hoài, vùng Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc sẽ có mưa lớn. Tình hình lũ tại lưu vực sông Hoàng Hà, Hải Hà và vùng Đông Bắc nước này sẽ tương đối nghiêm trọng. Mùa lũ năm nay được cho là đã gây thiệt hại lớn cho khu vực thuộc lưu vực sông Trường Giang. Hôm Chủ nhật, trận lũ lớn thứ ba tính từ đầu mùa đã về đến đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên sông Trường Giang đoạn qua thị trấn Tam Đậu Bình, tỉnh Hồ Bắc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vừa thông tin rằng diễn biến mưa lũ trên sông Dương Tử bắt đầu di chuyển về phía Bắc, mang theo dông bão, gió lớn và mưa lũ xối xả tới những vùng rộng lớn ở miền Bắc của nước này.
Cụ thể, theo tờ China Daily dẫn thông tin dự báo thời tiết của Trung Quốc, dự báo mưa lũ sẽ di chuyển về miền Bắc từ ngày thứ Tư. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho hay, khi mưa lớn giảm rõ rệt vào hôm thứ Ba ở Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang, nhiệt độ các khu vực này sẽ tăng đột biến vào hôm thứ Tư, bắt đầu một giai đoạn oi bức ở phía Bắc. Hầu hết các khu vực sẽ có mưa và dông, trong đó thì mưa to được dự báo các khu vực của khu tự trị Nội Mông và các tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc. Lượng mưa lớn hơn cũng có khả năng tấn công ở phía Tây Bắc và phía Bắc Trung Quốc vào đầu tuần tới. Theo Trung tâm khí tượng quốc gia, hôm thứ Ba, Trung tâm khí tượng quốc gia tiếp tục cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao do sóng nhiệt đã bao phủ hầu hết các vùng của đất nước. Hầu hết các khu vực của Trung Quốc bao gồm Tứ Xuyên, Vân Nam và các khu vực phía Nam sông Trường Giang. Miền Nam Trung Quốc bao gồm Hải Nam, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân Cương. Dự kiến nhiệt độ tăng lên 35 độ C. Ở một số khu vực này, nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C. Một phần của các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông và Hải Nam được dự báo sẽ có nhiệt độ lên đến gần 40 độ C trong tuần này. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Trận động đất mạnh hôm nay đã làm xáo trộn cuộc sống của hàng chục nghìn người dân ở khu vực Tây Nam của Trung Quốc. Lúc 16:30 theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 đến 12 km. Nhà người dân sụp đổ dưới sức mạnh của trận động đất. Đội cứu hộ nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường. Người dân địa phương cố gắng tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Rất nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ, một người dân sống tại huyện Lỗ Điện cho biết. Khi trận động đất xảy ra, tôi cảm thấy choáng váng, một số đồ trong nhà rơi ra khỏi kệ. Những tòa nhà bị đứt vỡ sau cơn địa chấn, phương tiện giao thông bị hư hại, một số người phụ nữ chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra tại địa phương. Một ngôi nhà tại huyện Kwangya gần huyện Lỗ Điện sụp đổ trong trận động đất. Hàng chục nghìn tòa nhà bị sập hoặc hư hại nặng trong trận động đất tại Tây Nam Trung Quốc, phần lớn là những ngôi nhà cũ. Đội cứu hộ tại huyện Kwangya giải cứu nạn nhân bị gạch đá đè lấp trong trận động đất. Một binh sĩ cõng một cụ già rời khỏi hiện trường động đất. Quân khu thành đô đã phái 2.500 binh sĩ cùng lực lượng chính quy và dự bị đến tham gia công tác giải cứu khẩn cấp tại hiện trường động đất ở tỉnh Vân Nam. Binh sĩ này bế một em bé đến nơi di tản sau động đất. Chính quyền cho biết vẫn còn hơn 180 người mất tích, có thể đang bị vùi dưới các lớp đá gạch. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu giới chức trách coi cứu mạng người là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực cứu hộ sau trận động đất khiến hàng trăm người chết hôm vừa qua. Ngay sau khi động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị về cứu hộ và khắc phục hậu quả sau động đất. Trong chỉ thị, ông yêu cầu giới chức ưu tiên hoạt động cứu mạng người, giảm thiểu thương vong và thu xếp chỗ trú ẩn phù hợp cho nạn nhân. Tân Hoa Xã đưa tin, ông Tập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dồn toàn lực cho nỗ lực cứu trợ người sống sót sau động đất, theo dõi dư chấn để ngăn chặn những thảm họa phát sinh. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng ra chỉ thị về cứu trợ và khắc nạn sau động đất. Ông ra lệnh cho chính quyền địa phương áp dụng mọi biện pháp để cứu người bị thương và người đang nằm dưới các đống đổ nát. Cơn địa chấn xảy ra vào 4:30 chiều nay theo giờ địa Bắc Kinh. Tâm chấn nằm ở thị trấn Longguzhan, huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam. Reuters đưa tin ít nhất 367 người thiệt mạng và 1.881 người bị thương bởi thảm họa. Theo thống kê mới nhất cho chính quyền, động đất làm 12.000 ngôi nhà đổ, 30.000 ngôi nhà hư hại. Địa chấn cũng đã phá hỏng hệ thống đường giao thông, điện lưới và viễn thông ở quận Lỗ Điện. Nhiều cây cầu nứt gãy buộc lực lượng cứu hộ phải đi bộ tới các khu vực động đất tàn phá. Nó cũng khiến đất đá đổ xuống một con sông gần làng Hongshiyan, đe dọa tính mạng của hơn 800 dân. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Theo trang tin ABC News, trang tin chuyên theo dõi về tình hình mưa bão trên thế giới cho biết thì Trung Quốc trong những ngày vừa qua đang gặp đại họa bởi những cơn bão siêu mạnh vẫn tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, gây ra mưa to, gió lớn và lũ lụt ở khắp mọi nơi. Theo trang mạng TikTok nổi tiếng của phía Trung Quốc đăng tải những đoạn video cho thấy rằng người dân của Trung Hoa đại lục đang phải đi tìm tất cả mọi nơi để trú ẩn, trong đó người giàu đã bay sang châu Âu để tránh trú, còn người nghèo thì tìm những đỉnh núi trên cao để trú ẩn. Một số người có biểu hiện trốn chui trốn lủi qua đường mòn, lối mở để sang Việt Nam, sang Lào, Myanmar, nhưng dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh. Chính vì vậy mà người dân của Trung Quốc không dám vượt biên sang đất của Việt Nam, nếu không sẽ bị các lực lượng, các cơ quan ban ngành bắt giữ, đem đi cách ly 30 ngày. Kính thưa quý vị, trong một bản tin thời sự của kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết thì mưa lũ vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, gây ra vô vàn những khó khăn cho người dân, còn chính quyền của ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Bởi vì trong 3 ngày vừa qua, Trung Quốc tiếp tục đón nhận cơn bão số 8, một trong những cơn bão rất mạnh và giật trên cấp 13 tiếp tục đổ bộ xuống các tỉnh thành phía Đông và phía Nam. Theo ghi nhận của trang CCTV, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho hay thì chỉ trong vòng chưa đầy một tháng vừa qua,
Trung Quốc đã đón nhận tới 8 cơn bão từ cơn bão số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Hoành suốt những tháng ngày vừa qua, thì hôm qua cơn bão số 8 này lại tiếp tục đổ bộ như chút nước vào phía Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh đại lục hứng chịu lũ lụt trên diện rộng. Theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, mưa lớn và lũ lụt buộc hàng ngàn người phải sơ tán ở tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc. Đã có khoảng tầm 40 triệu người Trung Quốc phải đi di tản khắp mọi nơi để trú ẩn. Theo ghi nhận từ một số phóng viên nổi tiếng của phía Trung Quốc đưa tin, những ngôi nhà cao tầng từ 3, 4, 5 tầng thì bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị lụt. Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho hay, nhà chức trách Trung Quốc đã kêu gọi người dân khắp cả nước hãy chuẩn bị ứng phó với những trận mưa to, gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập và mưa như chút nước từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu. Người ta cho rằng đây chính là thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc mà thôi, bởi vì xung quanh láng giềng Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản hầu như là không bị cơn bão nào càn quét qua. Theo một tờ báo Vi Điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng Trung Quốc cho hay, tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa xối xả kể từ đầu tháng 7, làm tăng mực nước tại 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống, buộc hơn 4 triệu người phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm. Mặc dù chưa có thông tin về thương vong, nhưng truyền thông nhà nước Trung Hoa Đại Lục đưa tin mưa lớn và lũ lụt sẽ tiếp tục gây ra ảnh hưởng trên diện rộng và làm ảnh hưởng tới 120 triệu người dân trên cả nước, khiến cho một số thuyền tàu phải ngưng hoạt động. Thiệt hại ước tính là hơn 176 triệu nhân dân tệ, tương đương với cả khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Khoảng 2.700 ngôi nhà ở các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam được báo cáo là không có điện sử dụng. Cây cối, điện đường, trường trạm thì bị phong tỏa. Ô tô, tủ lạnh, tivi trôi lênh láng dưới sông và bây giờ đường của phía Trung Quốc đã biến thành sông. Cách đó khoảng tầm 900 km về phía đông bắc, thành phố rất nổi tiếng ở tỉnh Sơn Tây mang tên là Hãn Sơn, nhiều ngày qua đã chứng kiến nhiều chiếc xe hơi hạng sang cũng đang bơi lội dưới dòng nước lũ. Thành phố Tấn Thành cũng thuộc tỉnh Sơn Đông vừa nâng mức cảnh báo mưa lớn lên thành màu đỏ, mức cao nhất. Hôm qua, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo về mưa bão trên khắp cả nước, đồng thời dự báo lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung của nước này sẽ còn tiếp tục tăng cao trong một vài ngày tới. Đài quan sát khí tượng của Bắc Kinh cho biết, lượng mưa của thủ đô dự kiến sẽ đạt trung bình từ 60 tới 100mm, trong khi cơ quan kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc lại cảnh báo về những trận mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Còn nhớ năm ngoái, Trung Quốc đã từng phải chứng kiến 40 cơn bão lớn nhỏ và 50 trận động đất từ tất cả các tỉnh thành. Bắc Kinh dường như đang đối mặt với những ngày đen tối nhất trong lịch sử loài người. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình mà thôi. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm hàng năm. Tại tỉnh Hà Bắc giáp danh với cả thủ phủ Bắc Kinh, mưa lớn và giông bão trong những ngày vừa qua liên tục xảy ra, khiến cho máy bay phải tạm thời không cất cánh và hạ cánh xuống sân bay thành phố Thạch Gia, thủ phủ của tỉnh Giang Tây. Theo rất nhiều nguồn tin cho rằng, thiên tai và thảm họa sẽ tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc để trừ khử Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới, bởi vì những gì mà Trung Quốc đang gây ra cho thế giới là vô cùng to lớn. Cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump còn cho rằng chính phủ Trung Quốc là nước nguy hiểm không chỉ cho nước Mỹ, mở cửa cho toàn cầu. Chính vì vậy mà bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng. Kính thưa quý vị, tờ báo rất nổi tiếng của Hồng Kông cho rằng lũ đang hoành hành và đang khiến cho tầm khoảng 12 triệu người dân của Trung Hoa đại lục rơi vào cảnh khốn cùng. Cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump còn cho rằng chính Trung Quốc là nước nguy hiểm không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho toàn cầu. Chính vì vậy mà bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng. Kính thưa quý vị, tờ báo rất nổi tiếng của Hồng Kông cho rằng lũ lụt đang hoành hành và đang khiến cho khoảng tầm 12 triệu người dân của Trung Hoa đại lục rơi vào cảnh khốn cùng. Đợt lũ tồi tệ nhất trong lịch sử đã xuất hiện tại Trung Quốc đại lục vào năm ngoái, nhưng năm nay mưa to gió lớn còn dự báo là nhiều hơn, khiến cho chính quyền nhà nước Trung Quốc không biết phải làm sao. Hiện tại thì Bắc Kinh đang đưa ra cảnh báo bởi vì năm nay lượng mưa nhiều khả năng sẽ cao hơn năm ngoái. Chúng ta còn nhớ năm ngoái Trung Quốc đã phải hứng chịu tới 98 ngày đêm mưa to gió lớn, bầu trời của Trung Quốc chỉ có một màu duy nhất, đó là màu đen tối mà thôi. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã khiến cho mực nước tại 16 con sông dâng cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 120 triệu người dân tại các tỉnh lân cận. Trung Quốc có những con sông lớn như con sông Trường Giang hay còn gọi là con sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp xây chắn ngang, và sông Hoài Hà. Ngoài ra, còn có con sông Mekong và rất nhiều các nhánh sông khác. Dự báo nếu như mưa to, gió lớn tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng vỡ đê, vỡ đập sẽ tiếp tục làm cho người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cao nhất kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên cả nước.
Và năm ngoái, nhiều cuộc diễn tập ứng phó với lũ lụt cũng đã được tổ chức trước mùa mưa bão vào những tháng vừa qua. Năm 2020, thì Trung Quốc đã ghi nhận đợt lũ tồi tệ nhất trong 1.000 năm trở lại đây. Đây ảnh hưởng tới khoảng 600 triệu người và làm thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính quyền của phía Trung Quốc cảnh báo lượng mưa năm nay có thể sẽ cao hơn năm ngoái. Bộ Thủy lợi Nhà nước Trung Quốc hôm tháng 6 vừa qua đã nhiều lần kêu gọi người dân và các cơ quan ban ngành hãy nỗ lực phòng chống lũ lụt. Tuy nhiên, họ vẫn không thể nào đánh bại được mẹ thiên nhiên và đấng tối cao, Đức Chúa Trời. Hôm qua, lính cứu hỏa và rất nhiều các ban ngành phía Trung Quốc như bộ đội, công an ở khắp nơi đã vào cuộc. Tuy nhiên, mưa to, gió lớn vẫn làm tê liệt toàn bộ điện đường, trường trạm, khiến cho Bắc Kinh bị tê liệt hoàn toàn. Và bây giờ thì Trung Quốc đang gặp nhân quả báo ứng. Theo Bộ Thủy lợi của Bắc Kinh, sông Hoàng Hà, một trong những con sông rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đang là thời điểm trọng yếu của việc kiểm soát lũ năm nay. Hệ thống kiểm soát lũ trên lưu vực sông Hoàng Hà chưa hoàn thành, các con đập có liên kết yếu. Việc ngăn lũ trên các con sông vừa và nhỏ gặp vô vàn khó khăn. Các bộ cùng những ban ngành của địa phương Trung Quốc đang thiếu trầm trọng kinh nghiệm về chống lũ. Hai đường chính từ thành phố Trung Hoa đại lục tới các tỉnh khác đang bị cô lập. Theo những đoạn video do người dân ở phía Trung Quốc đăng tải lên mạng TikTok, cho rằng dường như Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu là những điều tồi tệ do lũ lụt gây ra. Mưa to, hạn hán, lũ lụt, bão tố, phong ba, động đất, vỡ đê, vỡ đập đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới rất nhiều các vấn đề của người dân Trung Quốc, làm cho người dân Trung Hoa đứng ngồi không yên. Nhưng quan chức của phía Trung Quốc thì vẫn đem tàu chiến, giàn khoan ra Biển Đông để thị uy sức mạnh, dương oai thách thức các nước trên thế giới. Điều đó cho thấy rằng các quan chức trong cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập không quan tâm tới người dân, không quan tâm tới việc chống lũ, chống mưa, chống bão mà họ chỉ quan tâm tới Biển Đông và đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực mà thôi. Chính vì vậy mà các nước trên thế giới mong rằng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục xảy ra để trừng phạt Trung Quốc. Và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay liên quan tới tình hình mưa to, gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Daily China cho biết, thần sấm và thần sét đang chút giận đùng đùng, đánh sập mạng lưới điện một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt khóc nức nở, nhưng mặt khác, chính quyền của ông đang bí mật cho tàu chiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với tất cả các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm thần sét nổi dậy trừng phạt Trung Quốc, đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 57 đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày hôm qua giờ địa phương, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi mục điểm tin dự báo thời tiết. Và trong mục dự báo, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập đổ xuống 29 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới. Đặc biệt là sẽ nhiều hơn vào những ngày 28, 29, 30 và 31 tháng 7 năm 2021. Làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt, u ám, nay lại còn trở nên đen tối hơn. Theo Cơ quan Phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua, mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề. Làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng còn tiếp tục bị nhấn chìm. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cảnh báo lên mức báo động đỏ. Mức độ cảnh báo lũ cao nhất, lũ ống và lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện của quốc gia này bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối. Chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện, tuy nhiên nó cũng chỉ giáng được 15 phút. Sau đó cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế, thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta,
và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm 2021 mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. 5 tháng đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành phố khác của Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh phải lao đao và Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng chú ý ở đây là phòng ngừa bệnh COVID-19 mà phía Trung Quốc đang lây lan ra cho nhiều nước trên thế giới. Còn từ đầu tháng 6 đến bây giờ thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc khiến thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu xảy ra thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ, đánh nhau với một số nước ở khu biên giới. Những điều xấu xa, bị ổi của Trung Quốc không biết là những tháng cuối năm của Trung Quốc phải sống ra sao. Bởi nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nết, nhiều khả năng 6 tháng cuối năm Trung Quốc sẽ bị lụi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý ở phía Trung Quốc đã gây ra tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây, tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này hãy tài trợ tiền, vật chất cho Trung Quốc. Bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây ra cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Ông ta hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước ủng hộ, ông sẽ dùng toàn bộ 100% vào việc cứu trợ, cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Trung Quốc và sẽ được hạ thủy vào năm 2022. Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những dòng tiền đó không tới tận tay người dân lũ lụt mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về mưa lũ của Trung Quốc khi tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc, rạng sáng ngày hôm nay đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử trong năm 2021. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, vào lúc 20:30 ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Điệp từng chứng kiến. 3 cổng xả lũ của con đập Tam Hiệp được mở vào rạng sáng ngày hôm kia nhưng vẫn không đủ cho lượng nước tràn vào. Vì thế, vào đêm ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập này đang mở là 7 cửa và nó đang hoạt động hết công suất 24 ngày đêm nhưng vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Nguy tránh bị ngập lụt nặng. Bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị nhấn chìm trong mực nước tới 3-4 mét. Và hôm qua, tờ báo China Morning Post cũng đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí có cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử. Và khi nó bị vỡ, nó sẽ nhấn chìm một số làng mạc cũng như ngôi nhà. Hiện thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề, có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, TV đã bị trôi linh láng ra ngoài sông Dương Tử và người dân đã chấp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt chiến lợi phẩm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoài Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên của nước này,
đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ mức 3 lên mức 4, tức là mức độ cao nhất. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn, tại dòng chảy Hoài Hà lên tới 27m lúc 6 giờ sáng. Và đó là một trong những mực nước đáng báo động. Cục Thủy văn, Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km và là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà và Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau, nhưng thực chất nó là hai con sông tách biệt nhau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây vào tối ngày hôm kia. Lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về lũ lụt ở Hà Giang và một cái tin này được cho là tin vui chưa từng có. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lũ ở Hà Giang đã chấm dứt và thời tiết ở Hà Giang đang nắng trở lại, thời tiết được cho là rất đẹp. Tuy nhiên, tình hình mưa to và gió lớn ở Hà Giang đã làm ngập lụt một số nơi và tàn phá một số khu vực ở Hà Giang đang khẩn trương trong khắc phục hậu quả, thiên tai và ổn định đời sống của người dân. Xin được nhắc lại, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa to, gió lớn, lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là các huyện như Hoàng Su Phi, Bắc Mê và đặc biệt là thành phố Hà Giang. Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, tính đến 6 giờ sáng hôm qua, mưa lũ đã chấm dứt và thời tiết đẹp trở lại với cả tỉnh này. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, mưa lũ đã chấm dứt hoàn toàn tại tỉnh Hà Giang và trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Thời tiết đang rất đẹp, còn phía Trung Quốc được dự báo là mưa lũ và gió giật vẫn ầm ầm trút xuống trong những ngày tiếp theo. Điều này được Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa dông ở miền Bắc đã kết thúc và nắng nóng đang quay trở lại. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc kể từ ngày hôm kia và nó sẽ được dự báo là sẽ còn tiếp tục diễn biến trong một vài ngày tới, thậm chí xuyên tháng 8. Vì thế không còn xuất hiện mưa lũ như những ngày vừa qua, còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và nước sông tại con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đang tăng cao.